Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, trong khi tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị, thì đáng buồn là hiện nay, nhiều người dân vẫn bất chấp khuyến cáo lén lút vận chuyển heo chết ra khỏi vùng dịch, vứt xác heo bừa bãi xuống các kênh rạch, ao hồ, gây ô nhiễm và làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch. Phản ánh mới nhất về câu chuyện này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong nội dung chương trình hôm nay. Cùng với đó là những thông tin về sản xuất đáng chú ý khác. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đà Lạt đã cấp 235 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức và cá nhân. Lâm Đồng sẽ phân tích mẫu đất 11 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để đưa ra những khuyến cáo sản xuất hiệu quả phù hợp. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cần chấm dứt tình trạng vứt xác heo chết ra sông. Mở đầu chương trình hôm nay, như thường lệ, sẽ là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, tới giữa năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấp 235 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức và cá nhân. Các đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông. Tuy nhiên, hầu hết đều thuộc địa bàn Đà Lạt. Các đơn vị ở vùng phụ cận như Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một số xã ở Lâm Hà được nhận chứng nhận còn rất ít. Thành phố Đà Lạt đang tích cực hướng dẫn các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp đang tiến hành lấy mẫu và phân tích 470 mẫu đất của 11 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở phân tích mẫu đất, ngành nông nghiệp sẽ phân tích hiện trạng dinh dưỡng và từ các kết quả này sẽ có những khuyến cáo sản xuất cụ thể cho người dân. Các vùng sản xuất được lấy mẫu đất phân tích bao gồm vùng sản xuất hoa Thái Phiên, vùng sản xuất hoa Vạn Thành, vùng rau Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, vùng sản xuất rau Đạ Sa, Lạc Dương, vùng sản xuất rau Lạc Lâm, Lạc Xuân, Đơn Dương, vùng sản xuất cà phê xã Nam Hà, Lâm Hà, vùng sản xuất chè Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, vùng sản xuất cây ăn quả xã Hà Lâm, Đạ Oai, vùng sản xuất lúa An Nhơn, Đạ Tẻ và vùng sản xuất lúa thị trấn Cát Tiên, Cát Tiên sẽ được lấy mẫu phân tích chỉ tiêu lý hóa tính và dung trọng đất. Trên cơ sở phân tích mẫu đất, ngành nông nghiệp sẽ phân tích hiện trạng dinh dưỡng, so sánh với nhu cầu dinh dưỡng của các cây trồng chính trong vùng, khuyến cáo người sản xuất điều chỉnh chế độ phân bón để nâng cao độ phì cho đất, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả bón phân, tiết kiệm chi phí canh tác và bảo vệ môi trường. Thưa quý bà con, trồng dâu nuôi tầm hiện đang được phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, nhiều bà con phản ánh việc tầm bị bệnh bủng mủ gây thiệt hại cho sản xuất. Được biết, bệnh bủng mủ là một trong những bệnh gây thiệt hại lớn nhất ở nước ta. Nó xuất hiện quanh năm và bệnh này còn được gọi với nhiều tên khác như là bệnh tầm nghệ, bệnh tầm khúc, bệnh tầm treo, bệnh đa giác thể. Bệnh do virus NBV, Nuclear Polyhedrosis virus gây ra. Tầm bị bệnh do ăn phải lá dâu có chứa các đa giác thể đó hoặc do virus xâm nhập qua vết thương của tầm. Trong điều kiện nuôi bất lợi như nhiệt độ nuôi quá cao hoặc tăng giảm đột ngột, phòng nuôi tầm bị bí, không thông thoáng, tầm để đầy, ẩm độ trong mô tầm quá cao, ăn phải lá dâu ướt, bị hấp hơi, mới bón phân đạm cũng góp phần làm cho bệnh bị nặng và lan tràn nhanh chóng. Để bảo vệ tầm khỏi bị bệnh dịch này tấn công, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần sát trùng thật kỹ phòng nuôi tầm, phòng bảo quản lá dâu, các dụng cụ nuôi tầm trước khi nuôi bằng dung dịch Phosmol 3-4%, xử lý trứng tầm bằng dung dịch Phosmol 2% trong 20 phút rồi sau đó mới cho vào ấp trứng. Nuôi tầm trong điều kiện sạch sẽ, tránh làm tầm bị sát thương da khi thay phân, khi cho ăn. Khi có tầm bị bệnh, cần nhặt cho vào chậu vôi bột hoặc đem đi đốt, tránh làm vỡ da của chúng. Sát trùng mình tầm sau khi tầm ngủ dậy bằng vôi bột hoặc thuốc rắc mình tầm. Để tầm mỏng và thưa, thời tiết nóng ẩm có thể thay phân một ngày hai lần đối với tầm lớn. Bà con cũng có thể dùng dung dịch rượu tỏi 2-5% phun lên lá dâu cho tầm ăn một ngày từ 1-2 lần. Liên tục chương trình, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cần chấm dứt tình trạng vứt xác heo chết ra sông. Con số hôm nay, xuất khẩu cao su tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7 năm 2019. Chuyện nhà nông, liên kết để phát triển bền vững. Thưa quý vị, như trong chương trình hôm trước, chúng tôi có đề cập đến tình trạng vứt xác heo, dịch bệnh chết bừa bãi tại các tuyến kênh ở tỉnh Quảng Ngãi. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát mạnh.
Ấy vậy mà không chỉ Quảng Ngãi mà tình trạng vứt xác heo chết còn diễn ra ở rất nhiều địa phương. Và gần đây nhất, người dân sống ở những khúc sông ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đã rất hoảng hốt khi phát hiện xác heo chết đã phân hủy trôi nổi trên sông. Kênh liên vùng đoạn đi qua ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vốn đã là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm môi trường. Những ngày gần đây, nước kênh càng trở nên ô nhiễm và bốc mùi hôi thối khi có rất nhiều xác động vật bỏ không hoặc được bọc trong bao tải đã bị phân hủy nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Hai đứa con em trời ơi nó ngủ nó phát nó hôi quá trời, nó nói mẹ ơi con không dám ăn cơm. Chị thấy ăn cơm là phải nhắc tới nửa đêm 12 giờ mới cho nó ăn cơm được. Chứ bởi vì hôi quá trời với ruồi á dọn ra rồi ruồi nó bu quá trời bu luôn rồi chịu đâu nổi đâu. Người ta lén ta lúc người ta giục mình đâu có phải để ý tới đó đâu. Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũng là một trong những địa bàn chăn nuôi trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây cũng đã xuất hiện tình trạng heo chết do dịch tả heo châu Phi đã được lực lượng chức năng tiến hành xử lý chôn lấp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân không chịu chôn lấp, đến khi heo chết thì lén lút vứt trên sông. Trước mắt thì mình sẽ tiếp tục làm các tuyên truyền đến các hộ dân có chăn nuôi heo. Giờ một cái giải pháp hiệu quả nữa thì xã sẽ thành lập cái điểm chốt chặn tại khu vực này để ngăn chặn cái việc mà tiếp tục thải heo trôi sông. Điều đáng nói, tình trạng này đã diễn ra lâu nay, nhất là từ khi thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, thì số lượng và tần suất vứt trộm xác heo chết càng tăng lên. Đã đến lúc các ngành chức năng cần phải có biện pháp để ngăn chặn. Cũng là câu chuyện liên quan đến con heo. Dịch tả heo châu Phi có thể nói là đã tàn phá qua hầu khắp các vùng quê ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gây thiệt hại nhiều cho người chăn nuôi. Gần 2 tháng từ khi xuất hiện tại Bạc Liêu, đến nay dịch bệnh này vẫn đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong các hộ chăn nuôi. Trong khi dịch chưa được khống chế, thì những người chăn nuôi có heo bị bệnh tiêu hủy đã gặp không ít khó khăn bởi tất cả tâm huyết và vốn liếng đầu tư vào nghề nuôi heo bị vùi lấp trong lòng đất cùng với đàn heo bệnh. Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi gia đình ông Trần Quốc Đoàn bị tiêu hủy 49 con heo bệnh, nhưng mỗi khi nhắc lại thì người nông dân này không giấu được nỗi buồn và sự tiếc nuối. Gia đình ông Đoàn đã gắn bó với nghề nuôi heo hơn 20 năm qua. Khi dịch bệnh tràn qua, không những mất tất cả vốn liếng mà gia đình ông còn gánh thêm khoản nợ cả 100 triệu đồng. Tôi chỉ mong là sớm nhận được cái hỗ trợ của nhà nước để mình hoàn trả tiền lại cho các anh em bán thức ăn đó. Nếu mà nhà nước mà có thể có được một cái mô hình nào làm ăn mà nó hiệu quả đó thì giùm định hướng cho nông dân của tôi. Chứ giờ thật sự anh như anh em thấy là cái nghề của tôi gì đây mà giờ chuyển nghề khác thì tôi trong cái thời buổi thị trường này tôi lại sợ là mình lại chọn sai nghề thì nó khổ nữa. Khuyến cáo các cái địa phương chúng ta chuyển sang nuôi các cái gia cầm hoặc là gia súc khác, tiến hành phối hợp với địa phương để chúng ta sẽ có tập huấn để rồi chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thì theo cái hướng đó, là coi như nuôi làm sao cái an toàn sinh học. Trong tình cảnh khó khăn nhiều bề, cùng với mong muốn sớm được hỗ trợ thiệt hại để xoay sở cuộc sống và tái đầu tư sản xuất, bà con còn mong ngành chức năng và chính quyền địa phương có định hướng cụ thể trong chuyển đổi ngành nghề sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Dịch bệnh tả heo châu Phi đang và sẽ còn diễn biến phức tạp. Trong tình cảnh chưa có vaccine và thuốc đặc trị, những giải pháp kỹ thuật nhằm phòng bệnh cho vật nuôi đang được nhiều địa phương triển khai rộng rãi. Tại Bình Định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định vừa triển khai áp dụng một biện pháp mới nhằm góp phần ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan. Đó là việc sử dụng lưới rơm bao phủ, che chắn xung quanh chuồng trại nuôi heo. Cách làm này đã giúp người chăn nuôi vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư, vừa ngăn chặn có hiệu quả các loại côn trùng, chim, chuột xâm nhập, mang mầm bệnh lây lan cho đàn heo. Một trong những biện pháp mới được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định ứng dụng vào gia trại chăn nuôi heo của gia đình anh Trần Văn Hùng ở thôn Thanh Danh, xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn. Đó là cách sử dụng lưới rằm bao phủ, che chắn xung quanh chuồng nuôi, ngăn không cho các loại côn trùng, chim, chuột xâm nhập, sẽ mang mầm bệnh lây lan đối với đàn heo. Gia trại của anh Hùng có 2 dãy chuồng, hiện đang nuôi 200 con heo thịt. Anh chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng để mua 70 mét lưới rơm là đủ che chắn xung quanh chuồng nuôi, bảo vệ tốt đàn heo trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi lây lan. Trong chuồng trại thì phun thuốc sát trùng ngày, giải dâu, tả heo châu Phi và các bệnh khác, và phải dùng quạt để làm mát trong chuồng. Mình là cứ pha thuốc vitamin C, E đồ uống hàng ngày. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có tổng đàn heo khoảng 780.000 con, trong đó có 140.000 con heo nái sinh sản, số còn lại là heo thịt. Tuy nhiên, hiện có rất ít chuồng trại được xây dựng khép kín, mà đa phần là xây dựng theo kiểu chuồng nuôi hở, nên dễ bị các loại côn trùng, chim chuột xâm nhập, mang mầm bệnh lây lan đàn heo. Đối với những trang trại hở hiện nay, chúng ta chưa có điều kiện
mà xây dựng trại lạnh. Nhưng mà trong áp lực dịch hiện nay thì tôi khuyên các bà con phải thứ nhất phân các loại chuồng dãy ra thành những dãy riêng biệt để nhằm mục đích kiểm soát chứ không để đại trà chung quanh. Hai là phải dùng lưới lưới lan như thế này, chúng ta không có dùng là như là mà bạc thì là chi nóng gây nóng gây ảnh hưởng là sốt cho heo rất khó, đặc biệt là mùa nắng nóng hiện nay. Chúng ta làm lưới lan này thì mục đích là nó sẽ ngăn được các côn trùng chim dịch hại đỡ xâm nhập vào trại. Thứ ba nữa là cái nhìn lưới lan này chúng ta phun thuốc sát trùng thì nó bám dính trên này và làm cho cái các mầm bệnh này sẽ được bị tiêu diệt. Cùng với việc triển khai những biện pháp mới để ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi lây lan, hiện nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định tiếp tục phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng của các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 690,55 nghìn tấn, đây là khối lượng cao su Việt Nam xuất khẩu từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019 vừa qua. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 7 năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 76,14 nghìn tấn, trị giá 106,98 triệu đô la Mỹ, tăng 14,3% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với 15 ngày cuối tháng 6 năm 2019, tăng 16,1% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 7 năm 2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019, lượng cao su xuất khẩu đạt 690,55 nghìn tấn, trị giá 948,86 triệu đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 7 năm 2019 ở mức 1.405 đô la Mỹ trên một tấn. Mức giá này giảm 1,8% so với mức giá xuất khẩu trung bình 15 ngày trước đó, nhưng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thưa quý bà con, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện nhà nông. Sầu riêng hiện tại là loại cây trồng chủ lực của huyện Đạ Oai và là loại cây trồng đã tạo nên thương hiệu sầu riêng Đạ Oai nổi tiếng. Sầu riêng vốn được xác định là cây có hiệu quả kinh tế cao nhưng khó trồng, khó chăm sóc. Tuy vậy, thời gian gần đây, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, xử lý cho cây ra trái vụ nghịch hay rải vụ. Từ đó không chỉ làm tăng năng suất, chất lượng mà hiệu quả kinh tế cũng tăng cao. Toàn huyện Đạ Oai trồng khoảng 2.500 hectare sầu riêng, với trên 1.700 hectare đã cho thu hoạch. Trong đó có trên 300 hectare đang thực hành sản xuất nông nghiệp sạch Việt Gáp, từng bước hình thành vùng nguyên liệu và khẳng định thương hiệu sầu riêng Đạ Oai. Cũng chính vì vậy, tư duy canh tác của người nông dân cũng dần thay đổi. Từ chỗ sản xuất lẻ tẻ, đến nay, người nông dân bắt đầu quan tâm đến việc tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác để không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời có được những mối liên kết bền vững trong quá trình trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng. Đa số xã viên là những hộ nông dân hiện nay đang sản xuất trong hợp tác xã chủ yếu là cây sầu riêng. Có cái lợi là cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức làm vườn và giúp nhau không những về khoa học mà còn về cả ví dụ gia đình nào có kẹt thì mình hỗ trợ phân thuốc. Hiện những hợp tác xã sầu riêng nổi bật có thể kể đến như hợp tác xã Phúc Thịnh, hợp tác xã Phước Lộc, hợp tác xã nông nghiệp và du lịch miệt vườn Hà Lâm. Mỗi hợp tác xã đều có định hướng phát triển riêng của mình. Tuy nhiên, đều hướng đến mục tiêu là giúp các thành viên trong hợp tác xã của mình nâng cao năng suất, chất lượng trái sầu riêng và hình thành nên thương hiệu sầu riêng của mình. Từ đó, việc tiêu thụ cũng dễ dàng hơn. So với trước thì nó vẫn có những cái nhiều hay hơn là trước. Vì lý do đây nó có vẫn có cái hướng để tập trung. Thứ nhất là phân thuốc của hợp tác xã, thứ hai nữa là vào những nhà vườn thì cũng có tư vấn thêm về vấn đề kỹ thuật về phân thuốc. Thì còn vấn đề kinh doanh thì tất nhiên là khi đã phát triển kinh doanh thì nó phải có cái lợi nhuận. Trong xã viên thì nó phải mỗi người một trong một tay chứ thực sự để trong ban hội đồng quản trị không thì cũng không thể giải quyết được cái gì. Hầu như các hợp tác xã này đều có kho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón để cung cấp cho các thành viên hợp tác xã. Các loại phân thuốc được sử dụng theo đúng quy trình và luôn ưu tiên dùng các chế phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vi sinh để đảm bảo an toàn cho người sản xuất và tiêu thụ. Thứ nhất là về mình làm Việt Gáp, tiêu chuẩn vệ sinh sạch. Thứ hai là mình có cái truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, nhiều bạn hàng lớn đặt vấn đề tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Đạ Oai cũng như các mặt hàng nông sản khác. Tuy nhiên, phải đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, có tổ chức đủ tư cách pháp nhân, đứng ra ký hợp đồng cung cấp sản phẩm. Chính vì vậy, việc xây dựng các hợp tác xã kiểu mới theo mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, với mục tiêu đạt vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao trên 880 hectare vào năm 2020, thì việc liên kết sức mạnh nông hộ sẽ góp phần xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất,
tìm được đầu ra ổn định cho nông sản Đạ Oai. Thưa quý vị, nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.